thích coi Khương Dừa. Đó, đứng đấy với comment đó, có thích coi Khương Dừa, buồn ghê. Lại thích coi Khương Dừa. Rồi, anh đem không có mua đi. Đúng không? Giận, giận. Ghê lê em. Đứng coi với coi comment mình nói thích Khương Dừa. Thì Khương Dừa là cũng lít. Trời, nó kêu bác tới ủng hộ, nó đi đâu rồi? Wow. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá vậy. Bánh mì bánh mì heo quay. Ở đây lò luôn hả? Ồ, lò bánh mì heo quay Lệ Minh nha bà con. Số 99 Lê Thánh Tôn. Gia truyền luôn hả? Bao nhiêu năm rồi em? Tầm cỡ 60-70 năm. 60-70 năm rồi hả? Từ ông nội luôn. Ồ. Ồ. Là đời em là đời thứ ba rồi đó hay sao? Ôi, chặt thịt đã quá, chặt thịt đã quá. Bập. Đó, nhìn cái cảnh chặt thịt nè. Rồi cái da ngon lắm. Ông anh nghe rồi, ông cũng hâm mộ, ông coi tên của anh biết à. Ông anh cuộc sống ốc á. Đúng. Dạ. Để xem cuộc sống ốc á. Mấy chị? Đây thì ba làm đây. Ba làm không? Chặt cho chị nha. Sáng đây mua nhiều quá hả? Đè đi đúng chỗ rồi. Tại quay thì em là nóng luôn á, đúng không? Bê bê đau rồi mà từ ông về. Hồi xưa là ba đời. Dạ, cháu một mình nữa nha. Rồi sau này cái ông có bác chị kỹ cho bé về với em cho con hồi trước rồi. Hồi xưa giờ là nghe cháu một mình. Một về độc quyền ở đây luôn á. Chị em mà một hoặc hai hoặc đi hai hoặc. Ba đời là từ đời ông nội luôn hả? Ông nội rồi. Rồi tới ba. Tới bây giờ tới nào tụi em. Rồi vậy là phải 70-80 năm á. 70-70 năm. Ừ. Tên Lệ Minh là tên ai? Dạ Lệ Minh là tên ông Bê với mẹ. Bê với mẹ em. Ba má em. Dạ. Ba em tên Minh, má em tên Lệ. Chưa giờ. Bây giờ anh vừa cuối đường đây thì anh hỏi là quay là mình ai biết. À à. Ồ. Oh. Tại ở đây mình là ghê chiên mà. Ông à, xưa lấy giờ. Ở đây để dành đi. Có không? Để dành trưa nay ăn tiếp. Dạ. Ông quay nguyên con hả? Ông quay thanh kỹ cơ á. Ông quay thanh kỹ. Thèm quá thèm anh. Bánh mì, bánh mì, chịu hết nổi rồi. Có nhiều ớt không? À, em cột làm anh luôn, lát cho anh thêm 4 ổ nữa, cả cẳng 5 ổ. Mình là đạo bánh mì bà con ơi, thiệt luôn. Đó, cái bụng bà con thấy không, chà bá vậy rồi đó mà. Trời ơi. Làm sao có thể chịu nổi. Mỗi bánh mì vậy mà có 20 ngàn. Cái này đúng giá vậy luôn hả? Dạ đúng giá. Ủa chứ đừng nói là 20 ngàn bán cho anh nhiều quá nha. Dạ không có. Ai cũng vậy á mẹ. Riêng anh ấy là phải thêm thêm chút xíu. À thêm ớt, thêm ớt. Đó thêm ớt. Bán mì gà, bán mì gà. Cái gì chị? Chờ em bán mì này đâu. Dạ. Không. 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 Đẹp trai chứ. Thôi tôi chụp lại. Vậy thấy đẹp trai chứ. Không. Không. Dạ. Chụp cho tao. Lấy chụp lên. Chụp. Chị ta mua luôn ấy. Hai bè đứng quanh nữa. Mày thấy tướng ta đứng giống gì không? À anh Colomen đẹp trai tay vậy nè. Còn xuất sắc luôn. Dạ. Hai nữ nghệ sĩ bán bánh mì này. Hai nữ nghệ sĩ rồi, cái nữa. Được chưa? Sao nói kêu lại ra quay áp hai đậu nữa. Dạ. Dạ em có comment trong cái của anh đó. Đó. Đồ ông. Đồ ông ấy ông chụp cho ông đi chụp cho. Rồi không ai chụp cho ông chủ kìa.
ăn nhiều ăn hết. Bác là khách hả? Bác là khách hả? Dạ. Bác là khách ăn ở đây hả? Dạ. Con trai chụp luôn hả? Rồi. Vui ha. Rồi. Dạ ngon quá. Cái da nó giòn giả mang. Nó thương quá. Cái da rất là giòn mà cái thịt rất là thơm. Mà không có cảm giác bị ngấy của mỡ. Ăn bánh anh hay quay là sợ nhất cái cảm giác ngấy của cái thịt mỡ. Nhưng mà ở đây đó, mình không có cảm giác đó. Con tên gì? Kiệt hả? Gọi đẹp trai vậy? Con tên Kiệt hả? Em con tên gì? Kiệt Quân. Trời ơi, tên Quân luôn. Quân bị chặt tay rồi, buồn rồi. Đau quá, đau tay. Đau tay buồn quá mọi người. Kiệt Quân. Dễ thương quá, đẹp trai quá. Dạ, em chào chị. Dạ, coi ở trên cấp 2 rồi hả? Dạ, dạ. Mưa lắm, em mà mưa cấp 2 lắm. Cây dừa, cây dừa. Cây dừa. Cây dừa. Dạ, có ông cây dừa nữa. Còn ông cây dừa. Dạ. Dạ, thương dừa sắp ra. Lớn lớn tuổi rồi đó, không ra. Dạ. Qua đâu cũng được. Ngoài đời cũng được chứ. Ngu bê. Em là mơ con sát thức trên hài lắm. Cái tầng nào coi mở tôi kể ngay. Coi biết sáng chiều cũng không ớt nè. Nó chương trình hay quá anh. Cháu bảy con thèm vui. Cháy mấy ổ. Anh bánh phu thê đúng không? Rồi ngon quá. Thôi. Thôi anh đủ rồi, anh đủ rồi. Cho anh đợt này là ớt để mà gặp anh không theo cho phải ớt mắt là anh ăn liền. Quá rồi, mang tiếng. Chỉ vì cái tội ăn ớt nhiều mà bị mang tiếng quá, bà con quở quá. Đợt này cũng hơi là ớt rẻ. Cái bánh xanh xanh nhiêu chị? 30 ngàn chục hả? Đây bánh phu thơ đây nè, phu thơ là con mấy cái này là dứa nè. Bánh là dứa. Đây dứa. Dứa nguyên chắc tôi nói chứ không chung thầm đâu. Cái bánh này bánh gì đẹp vậy? Dạ bánh hồng. Bánh hồng là nó có xíu. Ô cái này ngon này, ngon này, bánh hồng nè. Còn đây là bánh dây lòn, đây bánh sắn. Bánh hồng này ở đâu làm ta? Nhà em làm luôn, tự làm luôn á. Trời xuất sắc vậy. Nhà làm tự bán luôn. Thôi bánh hồng đi, bánh hồng bán như bán sao? 10 ngàn cây vậy. 10 ngàn cây hả? Rồi lấy 5 cây ra. Bánh hồng là Quy Nhơn đúng không? Đó, ở Quy Nhơn luôn, tụi làm đây luôn. Chị mới chơi hàng VIP đó. Chơi hàng VIP luôn. Giờ đặt hàng vô Sài Gòn được không? Em đưa vô Sài Gòn nó bán, tụi nó bán trọng á. Trời ơi. Bán ở đây nó bán đây. Ai cũng kêu tôi là em còn sớt vậy? Đó, em cùng chị.
56 un à. 56 lớn hơn mình đây. Đó hả? Trời ơi, bên đây 65. Không, à, thích coi khung dừa. Đó, đứng đấy với comment là có thích coi khung dừa, buồn ghê. Đây là comment. Đây là thích coi khung dừa. Comment rồi, anh đây là comment đi. Đúng rồi, giận, giận. Ghê lên em. Đứng coi với comment mà nói thích khung dừa. Thì khung dừa là cũng lít. Nay khung dừa nó ra đây nè. Ủa, khung dừa ra hả? Ra chơi. Bánh gì vậy? Xôi chia, hết rồi còn một cây. Thôi bánh hồng rồi, bánh hồng rồi. Nó 4 cây, cây xôi chia nữa là 5 cây. Thôi bánh hồng như này 10 cây này đi, 10 bánh dưới đi. Chết đi, đưa bánh ngon cho ăn mà chịu. Tủ leo. Giờ này em cứ ủng hộ cho anh. Mở mặt đi, mở mặt đi, chụp bánh lấy. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Cào quá cào. Cào quá, anh cào quá. Chủ lò heo là đây hả? Anh em hả? À, là ba, là anh của em hả? Ồ, anh lớn, anh lớn. Giờ đây xuống ủng hộ dân. Nhà anh sớm sớm nha. Dạ dạ. Sắp có khi hôm nay bà con đã đông lắm luôn á. Dạ. Trời. Vậy là hôm qua đi ra thấy vắng quá, sợ quá. Không biết. Hôm nay mua tới 300 trái bắp luôn. Yeah. 300 luôn. Em nói 200. 200 mà anh đi vòng. Mắc cười lắm, anh đi vòng buổi tối anh đi mua. Đi vô năm thêm 5 tiệm bắp nữa mua đặt người 50 cái. Ủa thấy luôn hả? Thấy luôn. Trời hay vậy. Ủa sao Phú Yên này đâu cũng bị lộ hết trơn vậy? Thấy chỗ này còn tiệm bắp này còn ghi vô đó. Ừ. Ông nào anh tiến theo chỗ trong ông về ở trên nghe tôi một chút. Ủa bánh hồng của tôi đâu rồi? Bánh hồng của anh đâu? Đó. Trời ơi. Trời ơi anh tự nhiên đi sách bảo ông bê cho anh con trả chi. Không có, đang bán nữa. Ờ, 20, 25. Cái kia 15 cái nào mới 15. À, bê cắm 15. À, cái hai bi bệnh bia. Cái này cũng đưa là đưa mình đưa ấy. Mộng bông. Đưa quay quay mà. Ừ, không. Chưa giờ anh. Trời ơi, cái bánh hồng mà hồng thiệt luôn chứ không phải bánh hồng giống như mình thấy ngoài Quy Nhơn không? Bánh hồng thiệt luôn anh. Bánh hồng mà hồng luôn. Vui quá. Rồi sáng bánh mì vui quá anh. Sáng bánh mì vui ha, ra đây ngồi ăn. Ngồi ăn tại chỗ luôn vui, ngồi tắm tắm luôn, vui hết thảy luôn. Anh, đầu xanh nguyên chắc. Không có chắc. Thôi tôi nghiện gì tôi mua đó, cũng dụ tôi hoài. Trời vụ. Đây là nói vụ ăn mà tự nhiên nói vụ vợ vô đây là sao? Ủa mà lấy em vợ chăng không dê bánh bắp. Ừ. Ở gần vậy em. Dạ hả? Tàu tàu vợ chăng. Dạ. Về đâu mà này ghé thăm lò heo quay 70 năm ở là lò heo quay Lệ Minh ở số 99 đường Lê Thánh Tôn, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Vui quá bà con ơi. Dạ. Không chỉ vui mà rất là ngon. Súp và ngon. Bà con bán mình có ra Tuy Hòa tranh thủ nếu mà những tín đồ bánh mì nhớ ghé đây nha. 99 tín đồ bánh mì với heo quay nữa. Cái này có bánh hỏi nữa cũng ngon lắm. 99 Lê Thánh Tôn, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.